Kính chào quý vị và các bạn đến với ống kính phóng viên kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng lắng xuống, các xe quá khổ quá tải, xe cơi nới thành thùng lại tiếp tục hoạt động nhiều ở một số địa phương. Tình trạng trên xảy ra nhiều trên các tuyến đường DT378, đường DT sông Hồng và tuyến đường DT sông Luộc, đặc biệt là khu vực có nhiều bến bãi vật liệu xây dựng. Thủ tướng Jordani Ishan Khashoggi đã đến thành phố Aqaba. Chỉ trên các tuyến đường đi, xe quá tải còn chạy nhiều trên một số tuyến đường tỉnh, đường huyện. Điều đáng nói, các xe đều chở quá thành thùng, để đất đá tư vãi và chạy với tốc độ cao, gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị, hoạt động của những phương tiện vận tải chở đất đá và vật liệu xây dựng không chỉ chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây khói bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để ngăn chặn tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị, thành phố cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, môi trường trên các tuyến giao thông. Chuyên mục ống kính phóng viên kỳ này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để tiếp thu những ý kiến đóng góp và thông tin nhanh về các vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, quý vị và các bạn có thể liên lạc qua số máy 02213-616-988 hoặc đường dây nóng 0363-089-089. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục sau.